Sau nhà xin chào các bác nhé. Em lên sóng phục vụ các bác một cái MI robot Roomba phiên bản giới hạn này 790. Con này còn có vỏ hộp các bác nhé. Còn vỏ hộp. Đây, máy tình trạng rất là đẹp. Cái phiên bản này thì bản thân nhà sản xuất họ sản xuất không nhiều. Đấy, có cái màu xanh ngọc bích rất là đẹp. Sử dụng phím cảm ứng. Đấy. Đi kèm bộ phụ kiện một tường ảo này, tặng kèm hai chổi, đấy, một củ sạc, bộ sạc này. Sạc này các bác có thể cắm trực tiếp đây luôn được nhé. Đấy, riêng phiên bản Nhật này có thêm tính năng này. Một đế sạc, hết pin về sạc. Đấy, cái chiếc máy robot Roomba rất là đẹp, còn nguyên hộp luôn. Cảm biến chống rơi cầu thang hút khỏe mạnh mẽ. Con này hút bụi mịn ở dưới sàn rất là tốt các bác ạ. Ở nhà các bác quét thì không thành được đâu. Đấy, có những con này chui gầm giường, gầm tủ hút sạch toàn bộ các cái bụi mịn. Các bác nào dùng rồi các bác có biết là hiệu quả của nó rất là tốt. Hàng này là của Mỹ các bác nhé. Thương hiệu của Mỹ sản xuất cho thị trường Nhật Bản. Đấy, chất lượng thì lành vô đối rồi. Đây là cái dòng iRobot mà xịn sò nhất của thị trường, cái hãng xịn sò nhất của thị trường đấy. Bất chấp tất cả các loại hãng khác luôn. Linh kiện thì dễ thay thế. Đây. Ví dụ như là các bác mua một cái iRobot nhé, thì các bác phải lưu ý đến rằng là khi mình cần mua những cái đồ thay thế, ví dụ như là cái chổi này, đây, các bác mua bao nhiêu cũng có nhé. Nhà em có cả một rổ luôn, cả nó rất là rẻ, đây, rất là nhiều nhé. Đây. Linh kiện các bác mua cái gì cũng có, từ các cái rô này, hay những quả pin này, những cái bánh xe này, tất cả các cái thứ lọc rác mình mua rất là sẵn, mà nó rẻ. Đấy, các bác lưu ý là như vậy, khi mình mua mình tính đến chuyện thay thế. Như con này pin là em thay mới rồi, tất cả mặt đồng hồ lạnh hết. Đây là đang vào chế độ hẹn giờ. Máy này, chiếc này em bán là 3 triệu rưỡi các bác nhé. 3 triệu rưỡi bảo hành 3 tháng. Đây là cái gì đấy? Đây là đang chỉnh giờ rồi. Đây là đang chỉnh giờ rồi các bác nhé. Chế độ sport này là chạy vòng tròn một chỗ này, còn đây là hẹn giờ, con này hẹn được cả tuần luôn. Đấy, còn đây là các bác chỉnh giờ. Chỉnh hôm nay là thứ tư. Bây giờ là 8:50 AM này. Chìa khóa. Ok. 3 triệu rưỡi bác nhé, bảo hành 3 tháng, nào có nhu cầu bác luôn. Chào các bác.